sẽ đại diện cho thương hiệu máy lọc nước Aerosmith giới thiệu đến các bạn sản phẩm máy lọc nước Aerosmith AR75AS1E. Như các bạn đã nhìn thấy đây, bên tay phải của My là dòng sản phẩm máy lọc nước Aerosmith AR75AS1E. Các bạn có thể thấy bằng cảm quan, đây là một sản phẩm vô cùng nhỏ gọn, thiết kế tinh tế. Với sản phẩm máy lọc nước Aerosmith AR75AS1E, chúng ta có thể có nhiều vị trí lắp đặt trong gia đình, trong ngôi nhà thân yêu của các bạn. Dòng sản phẩm này các bạn có thể để ở phía dưới chậu rửa hay đặt ngay trên bề mặt bếp của chúng ta. Và bây giờ chúng ta cùng khám phá bên trong của chiếc máy lọc nước Aerosmith AR75AS1E này nhé. Máy lọc nước Aerosmith AR75AS1E với hệ thống 5 lõi lọc. Và lõi lọc đầu tiên có chức năng loại bỏ những chất rắn trong nước cũng như những phụ gia từ nhà máy nước. Và lõi lọc thứ tư chính là lõi quan trọng nhất, chính là trái tim của máy lọc nước. Đây là màng RO Sidestream được cấp bản quyền sáng chế tại Mỹ. Với màng RO Sidestream sẽ giúp tăng 66% lượng nước tinh khiết, giảm 56% lượng nước thải, giúp tuổi thọ tăng lên đến 1,5 lần so với những lõi lọc thông thường. Và bây giờ thì My sẽ giới thiệu đến các bạn một tính năng nổi trội của dòng sản phẩm máy lọc nước Aerosmith AR75AS1E ở đây. Đó chính là hệ thống giám sát điện tử giúp theo dõi và cảnh báo tình trạng vận hành của máy lọc nước Aerosmith, giúp gia đình bạn có nguồn nước tinh khiết nhất. Hệ thống cảnh báo lõi lọc sẽ được hiển thị trên màn hình với lõi lọc hoạt động tốt, lõi lọc sắp đến hạn thay thế, lõi lọc cần được thay thế ngay. Ngoài ra bên cạnh đó còn có hệ thống cảnh báo rò rỉ, sụp rửa tự động, cảnh báo lỗi vận hành và van tích hợp điện tử. Việc sử dụng máy lọc nước Aerosmith AR75AS1E sẽ đem đến nguồn nước trong lành, bảo vệ bạn và những người thân yêu trong gia đình. Sản phẩm máy lọc nước Aerosmith AR75AS1E đang được bán trên thị trường với giá niêm yết 7.850.000 đồng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi buổi review sản phẩm ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.